Diên thông tỳ thức, Tôn Đà La Nan Đà. Kinh văn: Tôn Đà La Nan Đà liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, rồi bạch Phật rằng: Lúc con mới xuất gia, theo Phật nhập đạo, tuy giữ đúng giới luật, nhưng trong pháp Tam A Đệ tâm thường tán loạn, nên chưa đạt được quả vị vô lậu. Thế Tôn dạy con cùng với Kausila quán tướng đầu chót mũi trắng. Giảng giải: Nan Đà, A Nan Đà và Tôn Đà La Nan Đà là ba anh em họ của Phật. Tôn Đà La là gọi theo tên người vợ của ông, Sundari, có nghĩa là đẹp. Cô ta rất quyến rũ. Nan Đà, phần sau trong tên gọi ấy có nghĩa là thiện. Vì có nhiều đệ tử cùng tên nên Nan Đà được đặt tên như vậy, có nghĩa là Nan Đà là Tôn Đà La. Tôn Đà La Nan Đà liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, rồi bạch Phật rằng: Lúc con mới xuất gia, theo Phật nhập đạo, tuy giữ đúng giới luật, nhưng trong pháp Tam A Đề tâm thường tán loạn, nên chưa đạt được quả vị vô lậu. Con theo Phật tu đạo, tuy giữ giới luật nghiêm túc, nhưng định lực chưa tròn đầy, tâm con luôn luôn dao động, con chưa thành tựu được quả vị vô lậu. Thế Tôn dạy con cùng với Kausila quán tướng đầu chót mũi trắng. Vì tâm con quá tán loạn, Đức Phật dạy con và Maha Kauhila, cầu của Xá Lợi Phất, hãy quán sát tướng chót mũi và hãy quán tưởng điểm màu trắng trên chóp mũi, trong khi cả hai mắt đều chăm nhìn vào đó. Kinh văn: Ban đầu con tu quán, trải qua 21 ngày, thấy hơi thở ra vào qua mũi như làn khói trắng. Thân tâm bên trong sáng suốt viên mãn đồng như khắp thế giới. Khắp nơi thanh tịnh như ngọc lưu ly. Tướng khói dần dần tiêu mất, hơi thở trong mũi trở nên màu trắng. Giảng giải: Tôn Đà La Nan Đà tiếp tục trình bày: Khi con hành trì theo phương pháp này, ban đầu con tu quán, trải qua 21 ngày, thấy hơi thở ra vào qua mũi như làn khói trắng. Con tập trung sức chú ý vào chóp mũi. Sau 21 ngày, hơi thở giống như khói, thân tâm bên trong sáng suốt viên mãn đồng như thế giới. Bên trong như có ánh sáng và con thấy rõ những gì đang diễn ra trong các cõi giới, đến mức thấy khắp nơi thanh tịnh như ngọc lưu ly. Thân tâm của con và thế giới trở thành rỗng không và thuần một thể thanh tịnh. Tất cả đều rõ ràng rỗng suốt như ngọc lưu ly. Hơi thở nơi mũi con biến thành màu trắng, nhưng nó dần dần giảm đi. Tướng khói dần dần tiêu mất, hơi thở trong mũi trở nên màu trắng. Từ sự quán tưởng hàng ngày như vậy, hơi thở con trở nên trắng như điểm sáng trắng trên chóp mũi của con. Kinh văn: Tâm được khai ngộ, các lậu hết sạch, hơi thở ra vào quá thành hào quang chiếu khắp mười phương thế giới. Con chứng quả A La Hán, Thế Tôn thọ ký cho con sẽ thành tựu quả vị Bồ Đề. Giảng giải: Tâm được khai ngộ, các lậu hết sạch. Khi hơi thở của con trở nên màu trắng, tâm con bỗng nhiên được giác ngộ, sạch hết mọi lậu hoặc. Mỗi hơi thở ra vào quá thành hào quang chiếu khắp mười phương thế giới, con chứng quả A La Hán. Ban đầu hơi thở của con giống như khói, rồi nó trở thành màu trắng như điểm sáng trắng trên chóp mũi, và cuối cùng nó biến thành hào quang. Ánh sáng chiếu khắp pháp giới trong mười phương, Thế Tôn thọ ký cho con sẽ thành tựu quả vị Bồ Đề. Đức Phật bảo rằng trong tương lai con chắc chắn sẽ thành Phật. Kinh văn: Đức Phật hỏi về Diên Thông, con dùng phép nhiếp niệm vào hơi thở, dừng lặng lâu ngày nên phát ra sáng suốt. Sự sáng suốt viên mãn trừ sạch các lậu hoặc, đó là phương pháp hay nhất. Giảng giải: Tôn Đà La Nan Đà trình bày rằng pháp tu tỳ thức là thù thắng hơn cả, đối với ông ta đó là phương pháp hay nhất.